Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Swing Boot cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Bài số 8 này chúng ta sẽ cài đặt cơ sở dữ liệu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào trang web start.spring.io. Tiếp đến chúng ta sẽ chọn thư viện Maven và Java 21 vì project của chúng ta đang sử dụng như vậy. Tiếp đến chúng ta sẽ chọn dependency, GPA và S2. GPA là gì? GPA là viết tắt của Java Persistency API. Đây là một thư viện giúp chúng ta thao tác với DB mà không cần viết câu query, giúp việc lưu trữ xử lý dữ liệu nhanh chóng hơn. Chúng ta sẽ explore và tìm đến file pom.xml để copy thư viện dependency. Chúng ta sẽ paste vào trong pom.xml của project Swing Boot web của chúng ta. Rồi sẽ paste ở dưới về đây. Chúng ta sẽ lưu lại và đợi để chương trình build xong. Trong khi đợi build thì chúng ta sẽ sang file application.vuti để config. Chúng ta sẽ enable database lên spring.h2.console.enable bằng true. Tiếp đến là spring.datasource.url bằng gdbc2.s2.mem2.tndb của chúng ta. Chúng ta sẽ đặt là movie. Ok, chúng ta sẽ cùng chạy. Chúng ta sẽ truy cập vào localhost 8081. Chúng ta sẽ trỏ vào H2 console. Và chúng ta sẽ đổi tên của DB là movie test. Ok, connect thành công. Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong.